xuất hiện clip xe điện bốc cháy khi đang sạc pin suýt gây hỏa hoạn nghiêm trọng. Sự việc xảy ra vào nửa khuya tại một ngôi nhà được camera giám sát ghi lại. Theo đó, một chiếc xe máy điện đang được cắm sạc thì bất ngờ khói đen bốc ra, sau đó là một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Theo gia chủ chia sẻ, lúc đó cả nhà đang ngủ. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy ánh sáng màu vàng, không nghĩ là cháy xe máy điện. Khi tôi ra kiểm tra thì phần cắm dây sạc với chiếc xe đã cháy. Ngay lập tức tôi lấy bình cứu hỏa mini ở góc nhà dập lửa. Sự việc xảy ra khá nhanh, chỉ trong vòng vài phút. Nếu không phát hiện kịp thời, ngọn lửa có thể đã lan sang các phương tiện hoặc vật dụng khác trong nhà. Chủ nhân đoạn clip lo lắng chia sẻ thêm, xe máy điện này được gia đình tôi mua mới được hơn 2 năm. Trước khi cắm sạc, tôi thường xuyên kiểm tra củ sạc và xe rất kỹ càng. May mắn là tôi phát hiện và chữa cháy kịp thời. Nếu vụ cháy xảy ra mà không ai phát hiện ra, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Chưa kể nếu vụ nổ xảy ra khi chiếc xe đang sử dụng cũng có thể khiến chủ xe bị thương. Vụ cháy làm nhiều người thương vong ở chung cư mini tại ngõ Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua, một lần nữa dấy lên lo ngại về vấn đề cháy nổ phát sinh trong quá trình sinh hoạt của người dân. Đoạn clip trên một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh đến các gia đình. Những món đồ dùng tưởng chừng như là bình thường, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ cao. Chỉ cần sơ sẩy một chút là những món đồ này có thể tạo nên ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả. Sau đây là 7 đồ dùng quen thuộc trong nhà có nguy cơ phát nổ cao. Hãy cùng Tin 3 Phút nhớ kỹ những lưu ý sau đây để đảm bảo an toàn nhé. Đứng đầu trong danh sách những đồ vật có khả năng gây cháy nổ cao nhất trong mỗi gia đình chính là bình ga và bếp ga. Các gia đình nên khóa kỹ bình ga sau khi sử dụng, đồng thời nhớ tắt bếp ga khi cần phải đi ra ngoài. Lò vi sóng, nên ghi nhớ một số đồ vật không nên cho vào bên trong chúng như những món đồ được làm bằng kim loại hoặc có hoa văn, túi giấy, giấy bạc, đồ nhựa, trứng có vỏ, hộp xốp, bình thủy tinh, bình thủy cách nhiệt. Những món đồ này sẽ vô tình tạo ra tia lửa điện bên trong lò và gây cháy nổ. Bình nóng lạnh, bạn cần kiểm tra bình thường xuyên, lắp thêm hệ thống chống giật, chống cháy nổ cho bình để đề phòng trường hợp rò rỉ điện gây nổ. Tủ lạnh, nếu bạn đang sử dụng tủ lạnh cũ thì không nên đụng chạm vào các thiết bị bên trong hay tự ý mang đi nạp ga mới, mà chỉ lau rửa tủ và mời thợ về vệ sinh dàn ngưng nếu có bụi bám. Bật lửa, pin sạc dự phòng. Cuối cùng là xe đạp, xe máy điện. Hiện xe máy điện vẫn là một phương tiện di chuyển khá phổ biến tại Việt Nam. Do đó có thể xem vụ việc này như một lời cảnh báo cho những ai đang sở hữu xe máy điện và để xe trong nhà. Việc thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng pin trên xe máy điện là điều cần làm để hạn chế tai nạn tương tự có thể xảy ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.